Có lẽ phải lùi xuống một chút, nếu không sẽ vướng đi mất một tia bắn thì phải. Không, không bò xuống và cũng không vướng luôn. Và đây là một tên bắn không thể chuẩn xác hơn. Theo như mình thấy thì có lẽ chỉ cần UI hạt nhân đã được bật lên, có lẽ là sẽ không thể trượt được trong tình huống này. Mình đang muốn nói là không cần đến. Vâng, và xin chúc mừng team Big Family đã có cho mình bán thắng đầu tiên. Tình huống bán tiếp theo là của Savesti. Có chính xác hay không đây? Vị trí đứng này là quá dễ để có thể bắn trúng rồi. Vâng, và như vậy là kết thúc đi được lương tiến. Vị trí đứng này là tương đối dễ. Rồi thì mình đang muốn nói là tình huống băng vừa rồi sẽ phải rất cẩn thận, vì nếu như bắn hụt sẽ phải trả giá rất đắt. Vâng, và đúng như vậy, bây giờ thì trận đấu đã chuyển về 1v1. Và đây sẽ là một cơ hội rất lớn dành cho Hello My Fan để có thể kết thúc được trận đấu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem với tên bắn full dam này. Vâng, và như vậy là không crit. Thế nhưng Hello My Fan đã có power rồi. Giờ thì một tình huống ném kỹ năng pet cùng với một tên power liệu có thể kết thúc để Hello My Fan trong tình huống này hay không? Miễn thương đã chạy. Trừ đi đâu đó là 2000 HP. Vâng, và T quyết định là dùng một tên full power. Vâng, crit 29000 HP. Quá đau. Giờ thì làm gì đây? Tiếp tục full dam. Tận dụng tốt cái tên thần báo này và bạo kích đã chạy. Vâng, và như vậy là phần thắng thuộc về T. Tiếp tục là tên bắn của 94. Đây có phải là một tên power hay không? Hãy quyết định đi trong tình huống này. Vâng, power rồi. Giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Và Tuấn Anh có lẽ cũng sẽ nín thở trong tình huống này. Và bạo kích đã được bật lên rồi. Vâng, chính xác luôn. 37.000 HP. Vâng, và như vậy là kết thúc đi được Tuấn Anh. Bạo kích. Vâng, đây là một tình huống bắn rất chuẩn rồi. Và có lẽ sẽ kết thúc được, và đúng là như vậy. Xin chúc mừng Big Family với ván thắng thứ 3. Vẫn là những tên bắn khá là khéo đến từ bên phía team tình anh em. Vâng, vừa khen xong thì lại bắn hụt. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà từ ngày tôi bình luận ở bên Gunning Mobi này thì cứ khi nào tôi khen ai thì người đấy lại bắn hụt các bạn ạ. Vâng, bây giờ tình anh em đông lao. Vừa rồi thì bạn ấy cũng đã có tình huống kỹ năng pet rất chuẩn xác. Và giờ thì sao? Quá chuẩn xác và đã hạ gục được từ ngày em đến. Có lẽ sẽ không cần búp đam để hạ được Lưu Trí Lạnh trong tình huống này. Tuần bắn chay thôi. Vâng, như vậy là kết thúc được Lưu Trí Lạnh, và xin chúc mừng team tình anh em đã có cho mình ván thắng đầu tiên. Rồi, tên 44 cùng với hồi máu đến từ kỳ. Vâng, chính xác rồi, tuy nhiên là chủ lò mổ vẫn chưa bị rụng xuống. Bây giờ sẽ làm tình huống ném pet đến từ chủ gạch bó hẳn xuống phía dưới này cho nó cẩn thận. Thế này thì làm sao hụt được nữa. Chúng ta để ý nha, bạn Bông vẫn chưa sử dụng cho mình tên pow. Có lẽ tên này bạn ấy sẽ pow mà thôi. Và người nhắm đến có lẽ sẽ là chủ lò gạch. Tên full cam. 2 tia crit và 3 tia crit, và như vậy đã hạ được luôn kỳ xuống. Tiếp tục là một tên ném pet đến từ chủ lò mổ. Hơi nhẹ rồi. Và đây sẽ là một tình huống pow, và có lẽ đây sẽ là một tên bắn cuối cùng của trận đấu này. Vâng, và như vậy là kết thúc đi được Bông, và xin chúc mừng team tình anh em đã giành chiến thắng 2-0 trước team phi đội tấu 2. Khá là tốt, và từ đầu trận giờ vẫn chưa hụt một tên bắn nào. Và giờ là một tên pow đến từ khoa 98, liệu có kết thúc được T trong tình huống này hay không đây? Vâng, hai. Vâng, rất tiếc vì tia bắn cuối cùng lại không chính xác mất rồi. Và giờ là tên bắn của Tre. Giờ thì chỉ cần một tên đạn sượt qua mặt thôi cũng sẽ kết thúc đi được T. Vâng, và đúng là như vậy. Chúng ta phải tạm biệt T trong ván đấu này. Vâng, vẫn không chính xác. Đúng nhỉ? Vướng đất. Thực ra vừa rồi là một tình huống bắn trúng nếu như sử dụng cộng 2 đấy. Vì là một tên ném pet, thế nên là không chính xác mất rồi. Không di chuyển được, để có phóng ấn thế này thì bây giờ lại là tên bắn của SD.
Vâng, bật thêm cả kỹ năng Phượng Hoàng Băng nữa. Làm sao để có thể trốn được cái pha bắn này ở đây. Vâng, như vậy là kết thúc đi được Lưu Chí Lãnh và cơ hội rất lớn để có thể hạ gục được FD bên phía Team Savage. Vâng, không có một động tác thừa nào nữa. Nhảy lực đi một chút. Thần báo đã được kích hoạt. Vâng. Giờ thì không còn cơ hội nào để có thể cứu được bé bông nữa rồi. Vâng, chờ xem. Vâng, và như vậy là kết thúc được bé bông. Xin chúc mừng Team Savage với ván thắng ở trận đấu thứ hai này. Vâng, một turn power crit đến từ vị trí của từ ngày em đến và đã kết thúc được trường bên phía Team Savage. Bạo kích đã được bật lên. Không còn cơ hội nào nữa và xin chúc mừng Team Phi Đội đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Toàn là các hảo thủ đến từ các server sừng sỏ đây. Một turn power đến từ bé Hường. Vâng, giữa chán luôn. Đây, tôi bắn gọi là cực kỳ chuẩn xác. Khi một cái mỏm đất bé tí như vậy, bé Hường vẫn đang làm rất tốt. Vâng, một turn power đến từ Tài Hoa. Và bé Hường đang phải chịu quá nhiều sát thương. Với cái lượng HP như này, tôi nghĩ là búp đạm như này là hơi thừa. Vâng, và đúng là như vậy, chúng ta đã phải tạm biệt bé Hường trong tình huống này. Và kết thúc được Tài Hoa. Vâng, nhưng Đông Lào đã kích hoạt cho mình một turn power rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có kết thúc được hay không đây. Vâng, chính xác rồi. 2 tier và 3 tier và kết thúc được 1994. Xin chúc mừng tình anh em đã có cho mình trận thắng đầu tiên. Vâng, và cả hai team đều đã sẵn sàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai giữa trận chung kết của team tình anh em cùng với đó là team Big Family nha. Map thi đấu chúng ta là map du lịch Brazil. Map thi đấu rất khó chịu với những vị trí trốn, chỉ vướng. Chắc chắn là như vậy rồi. Liệu có hạ gục được hay không? Vâng, chỉ còn một chút xíu máu nữa thôi. Và giờ là turn bắn của trong team. Đây, cũng chờ đợi xem. Cơ hội là rất lớn dành cho Big Family. Vâng, không có một chút sai lầm nào. Và đã hạ được tình anh em chủ lò mổ. Liệu có phải là một turn 1-1 của có em hay không? Vừa rồi thì anh ấy đã bắn đúng vào vị trí đó rồi. Giờ chỉ cần giữ nguyên lực mà thôi. Vâng, mình đã thấy dấu hiệu của việc bị bắn trúng đến từ chủ lò gạch. Vâng, và như vậy là kết thúc trận đấu này. Một đều dành cho cả hai team. Và xin chúc mừng team Big Family đã có cho mình trận thắng. Ok, và chúng ta sẽ đến với ván thi đấu cuối cùng trong trận chung kết của giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Gui mùa 3. Có xuống để có thể áp sát được vị trí của Phong. Vâng, bao rồi. Ngọc gì chạy đây, bạo kích. Không... Trời đất ơi, quá đáng tiếc trong tình huống này. Một turn power thẳng vào mặt đồng đội đến từ Lương Tiến. Anh ấy không ngờ gió 0.4 nó lại mạnh đến như vậy phải không? Chúng ta có thể thấy turn bắn tiếp theo lại là của gặp là sút. Một turn full power. Vâng, và như vậy là kết thúc được Lương Tiến. Và xin chúc mừng ghi team tình anh em đã chiến thắng với tỷ số là 2-1 và giành chức vô địch trong giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Gui lần này. Và xin chúc mừng, một lần nữa chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Điều gì quan trọng cần phải nói 3 lần phải không nào anh em? Quá tuyệt vời với những trận đấu vừa rồi luôn. Vâng, và điểm danh lại một chút thì chúng ta đã có lần lượt các thứ hạng. Đó là team tình anh em đạt chức vô địch. Hạng 2 là Big Family, hạng 3 là Phi Đội Tấu 2 và hạng 4 là team Savage. Về cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những giải đấu tiếp theo hay những buổi livestream tiếp theo của Gunning Bobby nha. Và mình là Mạnh Lê. Rất vui vì đã được đồng hành cùng các bạn trong 2 ngày thi đấu của giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Gui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Tải ngay Gunning Bobby. Gunning Bobby bắn mọi lúc, vui mọi nơi.